Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa triệt phá đường dây khai thác cát trái phép liên tỉnh do bà Trùm Lê Thị Như Ngọc cầm đầu. Theo đó, Ngọc đã thuê người khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, nhờ người khác đứng tên thành lập công ty để hợp thức số cát thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Ngày 14 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Như Ngọc, Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền và Đào Minh Dương để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Quá trình nắm tình hình, phòng an ninh kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện nhóm đối tượng do Lê Thị Như Ngọc, sinh năm 1979 thường trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cầm đầu, có các hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, giáp danh với thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ban giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo phòng an ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp phòng cảnh sát kinh tế và các đơn vị trực thuộc công an thành phố nhằm huy động triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp để tập trung đấu tranh triệt phá. Vào lúc 0 giờ 30 ngày 5 tháng 12 năm 2023, Tổ công tác của Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Thủ Đức và nhiều đơn vị có liên quan. Phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn giáp danh giữa thành phố Thủ Đức và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và vận chuyển khối lượng cát đang khai thác trái phép về địa chỉ số 129 trên 20, đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Quá trình điều tra cho đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, thu giữ nhiều phương tiện, máy móc và đồ vật tài liệu liên quan đến việc tổ chức hành vi khai thác cát trái phép do Lê Thị Như Ngọc cầm đầu. Kết quả điều tra ban đầu, công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định đường dây hoạt động khai thác cát trái phép do Lê Thị Như Ngọc cầm đầu được tổ chức kín đáo, chặt chẽ, có nhiều biện pháp nhằm đối phó với việc quản lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền từ ngày 8 tháng 3 năm 2022 đến ngày 4 tháng 12 năm 2023. Để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, Lê Thị Nhung Ngọc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xây dựng Quang Thuận, thành phố Thủ Đức, nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép. Trên thực tế, toàn bộ hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xây dựng Quang Thuận do Ngọc điều hành. Ngọc đã thuê các đối tượng Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh thực hiện việc khai thác cát trái phép với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000 mét khối cát, và thuê một số đối tượng khác vận chuyển số cát khai thác trên về bãi tập kết tại địa chỉ số 129 trên 20, đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức để tiến hành sàng lọc tạp chất. Sau đó vận chuyển sang bãi do Ngọc thuê tại cảng Láng Lùn, ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, biên hòa Đồng Nai để tiêu thụ thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng khai thác cát trái phép, sai phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự mà còn là nguyên nhân chính gây sạt lở đất, hoa màu của nhân dân, đe dọa an toàn công trình đê điều, phòng chống lũ lụt. Theo đó, vào ngày 12 tháng 1, tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thành Trung, 37 tuổi, ngụ ở xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, 1 năm tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Đây là lần thứ hai tỉnh Tiền Giang đưa vụ án các tặc ra xét xử. Trước đó vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã một lần đưa ra xét xử và tuyên phạt một năm tù đối với Trương Văn Khanh cũng về hành vi trên. Theo cáo trạng, để thực hiện ý định khai thác cát trái phép, Trần Lâm Trí An, 41 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, một chiếc ghe gỗ không biển số có lắp sẵn động cơ và máy bơm. Sau đó, An thuê Trung và Nguyễn Hoàng Quân, Phạm Ngọc Bình, 29 tuổi, ngụ ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cùng tham gia hút cát trái phép. Cho tới tối ngày 11 tháng 10 năm 2022, Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện ghe không biển kiểm soát do Trung, Quân và Bình đang neo đậu để khai thác cát trái phép trên sông Tiền, đoạn qua xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho. Khi hút được khoảng 20 phút, thì An đem cà phê ra và cùng tham gia hút cát với Trung, Quân và Bình. Cho tới 19 giờ 45 phút cùng ngày, Trung phát hiện tổ công tác của Công an thành phố Mỹ Tho đang đi kiểm tra, nên nói Quân kéo ống hút cát lên khỏi lòng sông để Trung lái ghe chạy vào bờ. Khi cách bờ khoảng 10 mét, cả bốn người nhảy xuống sông và bơi vào bờ tẩu thoát. Quá trình điều tra, Trung An, Bình và Quân đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép của mình. Trung khai thác cát sỏi dưới lòng sông không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tại thời điểm kiểm tra, bên trong khoang của ghe gỗ có chứa hơn 14,6 mét khối được hút trộm từ sông Tiền, nên tiến hành lập biên bản tạm giữ ghe gỗ cùng tăng vật để phục vụ cho việc bơm hút cát trái phép. Qua giám định là khoáng sản trị giá 1 triệu 758 nghìn đồng. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Trung bị Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xử phạt hành chính về hành vi khai thác cát sỏi dưới lòng sông không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền với hình thức phạt là 51 triệu đồng. Cho tới ngày 11 tháng 10 năm 2022, Trung tiếp tục khai thác cát sỏi dưới sông Tiền mà không có giấy phép và bị bắt quả tang. Cáo trạng quy kết tuy giá trị tài sản dưới 500 triệu đồng, nhưng do bị cáo Trung đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát sỏi dưới lòng sông không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nên đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Đối với Bình đã có hành vi cùng chung khai thác cát trái phép nhưng giá trị khoáng sản chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên cơ quan công an không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. Còn An đưa ghe cho chung và cùng tham gia khai thác cát trái phép nhưng giá trị chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên cơ quan chức năng có văn bản yêu cầu xử lý vi phạm hành chính. Riêng quân đã bị xử phạt hành chính về hành vi khai thác cát trái phép vào năm 2018 và năm 2020, đã nộp phạt và được coi là chưa bị xử phạt hành chính, nên cơ quan điều tra không khởi tố xử lý hình sự. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc cấp phép khai thác mỏ cát là thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng là đơn vị giám sát việc khai thác có đúng giấy phép hay không. Theo ông Võ, cấp tỉnh phải trực tiếp ngăn chặn cát tặc, chứ không phải bắt người dân ngay ngáy lo lắng việc lúc nào cát tặc đến và cầm đá ném để xua đuổi. Những đối tượng khai thác cát trên sông trái phép được người dân gọi là cát tặc hay cát thổ phỉ kéo dài nhiều năm, những dòng sông vẫn phải oan mình để chịu đựng điều đó. Thông tin về việc ngành chức năng đã bắt giữ cát tặc được đăng tải nhưng cũng chỉ là một phần so với thực tế khi cát vẫn bị đánh cắp trên những dòng sông. Tại nhiều địa phương, các nhóm cát tặc thường hoạt động vào ban đêm, kể cả khai thác ngay sát những đoạn đê bao của người dân, cải tạo để nuôi thả cá tôm. Càng về khuya, hoạt động bơm hút cát hoạt động càng mạnh, người dân ngăn cản thì bị khống chế và đe dọa. Khi chính quyền và ngành chức năng đến thì các tạc, tạc tạm ngưng, nhưng khi cán bộ đi thì cắt tạc lại hoạt động mạnh hơn nữa. Trên nhiều tuyến sông, không khó để nhìn thấy các tàu nhỏ bơm hút cát bên trong, còn các tàu vỏ thép có khối lượng lớn từ 1.000 đến 1.500 mét khối neo đậu chờ ăn hàng. Trong khi đó, theo lãnh đạo nhiều sở tài nguyên và môi trường, việc quy định xử lý nạn khai thác cát trái phép còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong công tác xử lý, như phải chứng minh thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng hoặc khoáng sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên mới truy cứu trách nhiệm hình sự bên cạnh đó việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động vận chuyển tập kết bến bãi kinh doanh khoáng sản liên quan đến nhiều ngành nhiều cấp và được quy định bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khoáng sản xây dựng đầu tư thuế cho nên gặp nhiều khó khăn nhu cầu tài nguyên khoáng sản đặc biệt là các xây dựng các sàn lấp rất lớn cũng còn do lợi nhuận cao trong khi các quy định pháp luật còn bất cập thế nên tình trạng vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp thực tế cho thấy nếu cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không quyết liệt vào cuộc ngăn chặn xử lý thì các tạc vẫn hoành hành người dân địa phương những nơi tuyến sông bị xâm hại dù có hành động thì cũng không thể ngăn chặn nổi vì những đối tượng này rất manh động đôi khi còn tấn công cả người dân có nơi đêm hôm khuya khoát người dân phải tập trung trên bờ để gõ xong nồi đuổi cát tặc cũng đã từng xảy ra những vụ nhóm cát tặc dùng súng thanh toán nhau để tranh giành lãnh địa những dòng sông không thể bình yên nếu như nạn cát tặc vẫn tồn tại cùng với việc truy quét cát tặc thì một vấn đề rất quan trọng là kiểm soát chặt chẽ những bãi tập kết cát nếu như các tạc lợi dụng đêm tối để đục khoét bờ sông lòng sông gây khó khăn cho công tác xử lý thì những bãi tập kết cát khổng lồ danh danh ra đó cũng không thể nói là khó kiểm soát